Chào cả nhà nha. Đây, em mới về một mớ hột quạt điện nha cả nhà. Đó, mẫu mới năm 2023 luôn. Cực kỳ xịn sò luôn nha cả nhà. Giá cực kỳ yêu thương, để đồng giá luôn. Để đồng giá luôn, 250 bao ship nha. Trừ con này khác nha. Nè. Đó, mở ra. 4 tia lửa điện nha, không sợ gió nha. Và có hiển thị phần trăm pin luôn nè cả nhà. Đó, 82% nha. Có đèn LED xanh. Rất là sáng luôn. Đó, bao sáng luôn nha. Vỏ trong suốt. Thấy cả vi mạch luôn. Rồi. Còn đây nó hiển thị số lần bấm nè. Đó, gà vô nè. Kèm theo cáp sạc luôn nha cả nhà. Ví dụ cáp sạc nè, mở ra chừng nào hết điện á mình cắm vô. Đó. Đọc lại nha. 250 bao ship nha, kèm cáp, kèm dây đeo luôn. Đó, có cái này nó xỏ dây để mình đeo móc, còn cái này mình gài lại để mình chống nước nha. Đó thì nó có rất là nhiều màu, đặc biệt cái con màu trắng này là dạ quang cái vỏ luôn cả nhà. Đó. Cái này làm quà tặng hay gì cũng rất là ok nha. Đó. Có nhiều màu nha cả nhà, màu quân đội rằn ri nè, màu xanh dương, xanh lá, màu cam, màu đỏ và màu đen nha. Đó thì mấy con này là chung loại, còn con này riêng nè cả nhà, màu xanh nè. Con này thì không có hiển thị phần trăm pin nhưng mà được cái nó có đèn pin nha. Mở ra nè, tại mới mà, con này nó có hiển thị phần trăm là 25, 50, 75, 100%. Đó, con này đang ở 75% pin nha. Ví dụ hết thì mình sạc thôi. Đó, rồi mình đậy lại. Đây có nút đèn. Đó, rất là sáng luôn nha cả nhà. Em về được có mấy con vậy à? Đó, ba chế độ sáng nha. Sáng nhất nè. Sáng nhì nè. Đó. Đều có dây cáp sạc kèm theo nha. Đó. Cháy ok luôn nha cả nhà. Lửa là may mắn. Đó. Cả nhà cứ lựa con nào thì báo em nha. Còn đặc biệt thì có ba con này cũng đồng giá luôn đi cho nó nhanh nha. Tại ráng làm lô khác. Con này nếu mà không bật ra thì nó có đèn pin. Đó. Còn bật ra nè, có hiển thị phần trăm pin và đèn ở ngoài sáng nha, chứ không phải do quay video cả nhà. Hiển thị phần trăm pin và số lần bấm nha. Bấm rồi bật ra nè, gà vô nè. Đó, có ba màu nha. Đèn pin nha, rất là sáng luôn. Con này thì được cái có dạ quang. Đó, dạ quang nha. Rồi con này độc lạ nè cả nhà, con này giá cao hơn, 330 bao ship anh mua chơi nha. Đó. Kiểu dáng rất ngầu, cái này nó có cục hít đó. Đó. Đó thì cái cổng sạc nó dưới đít nè. Đó, cổng sạc tai si cắm vô nè. Còn rút ra. Cái này để xoay nha cả nhà, đọc lại nha. Còn đây cũng xoay luôn, hoặc là mình bấm. Nguyên hộp có sạc luôn. Tai si.
là hai cục 500 dưới đây nè, dĩ lại hai cục ở đây nữa, đó nó mới hít, nó hít lại. Rồi có gì ủng hộ em nha, rồi em mời cả nhà nha.